Ukraine dường như còn e ngại chưa tung một cuộc tấn công lớn nhằm vào các vị trí phòng thủ của Nga. Đó là đánh giá từ cựu giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Estonia, VLA, Rainer Saks, dựa trên các sự kiện trong 2 tuần đầu phản công. Ông Saks nói trên đài Postimis TV hôm 20 tháng 6 rằng Ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam chiến tuyến ở 3 điểm. Họ không sử dụng các đơn vị cơ động mạnh mẽ mà cẩn trọng hơn sử dụng hỏa lực pháo binh. Cựu quan chức cấp cao này cho biết mình không mong đợi một cuộc tấn công như vậy sẽ đạt được tiến bộ nhanh và sâu. Ông Saks tin rằng Kiev cho đến nay chưa triển khai các lực lượng chính của mình trong cuộc phản công được phát động vào đầu tháng này. Ông nhận định, sau khi không đạt được bước đột phá trong đợt tiến công ban đầu, Ukraine dường như đã tạm dừng và đang cố gắng làm mỏng lực lượng Nga bằng các cuộc tấn công tầm xa hơn và các hoạt động bí mật. Cuộc phản công của Ukraine, được cho là bắt đầu vào ngày 4 tháng 6, đã gặp tổn thất đáng kể tại miền Nam. Ông Saks nói, Nga xem việc giữ được miền Nam là rất quan trọng nên đã bố trí nhiều tuyến phòng thủ tại đây. Hệ thống phòng ngự Nga bao gồm mạng lưới chiến hào dích dắt, cọc chống tăng răng rồng và bãi mìn trên khắp chiến tuyến kéo dài hàng trăm km. Hệ thống này được truyền thông phương Tây gọi là tuyến Surovikin, theo tên của tướng Sergei Surovikin, tư lệnh chiến dịch đặc biệt Nga ở Ukraine vào cuối năm 2022. Chuyên gia này cho biết, ông không tin rằng Kiev sẽ tiến hành một chiến dịch đổ bộ qua sông Dnipro nếu xét đến ưu thế trên không của Nga. Một trong những vấn đề của Ukraine là các máy bay trực thăng của Nga có thể tấn công mục tiêu trong khi vẫn ở ngoài tầm phòng không của Ukraine. Ông nói thêm rằng, các phi công đôi khi mạo hiểm phóng tên lửa từ khoảng cách ngắn hơn, giúp cải thiện độ chính xác, đồng thời tuyên bố rằng điều này nhiều lúc có thể dẫn đến tổn thất của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 6 xác nhận xung đột đã tạm lắng do những tổn thất nặng nề mà phía Ukraine phải gánh chịu trong 2 tuần qua. Ông gợi ý rằng Kiev đang tái tập hợp lực lượng và xem xét lại chiến lược của mình. Tiềm năng hành động tấn công của người Ukraine cho đến nay vẫn chưa cạn kiệt. Đối thủ có lực lượng dự trữ và đang cân nhắc triển khai chúng ở đâu và như thế nào, ông Putin nhận định như vậy. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định quân đội Nga sẽ không cho Ukraine cơ hội lật ngược tình thế và việc hiểu được điều này càng làm Kiev tăng thêm bối rối và do dự. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.